Kính chào các bạn ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cúm tàu đâu phải tại Trung Quốc. Có lẽ chúng ta cần vượt qua lối nói chung là đại dịch này là do nước Trung Quốc. Ta cần chỉ đặt tên mới, chính là kẻ có tội. Một đất nước có bao giờ làm gì đâu, chỉ có những con người và nhóm người cụ thể như Hitler, Đảng Quốc xã, Mao Trạch Đông, Đặng Tử Bình, Kissinger, Pol Pot mới là những kẻ gây ra sự việc. Đó là nhận định của giáo sư Ronald London, một nhà nghiên cứu xã hội học và chính trị Mỹ đang giảng dạy tại Đại học Leiden tại Hà Lan cho biết. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Tedros, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Không phải là quốc gia Rwanda mà chỉ một số người cụ thể mới chính là những kẻ đã thực hiện tội ác diệt chủng. Đúng vậy. Chỉ một số kẻ ở Trung Quốc, phe nhóm của ông Tập Cận Bình và chính ông ta đã cố tình giấu nhẹm thông tin và dập tắt những nỗ lực chống dịch kịp thời, để rồi mãi cho đến nay ta không biết rõ thực chất điều gì đã xảy ra ở Trung Quốc khi đó. Riêng tôi nghi ngờ cái tuyên bố của họ nói là không có ca nào mới. Không phải là chính quyền Bắc Kinh mà cụ thể là ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng luôn khăng khăng nói rằng làm gì có vụ thảm sát Thiên An Môn và hơn nửa triệu người Duy Ngô Nhĩ bị cầm tù. Rằng là toàn bộ vùng biển Đông, Nam Á đều thuộc về Trung Quốc đó sao? Ngây dại gì mà tin? Mặc cho họ có tuyên truyền nhồi sọ giỏi đến đâu, dù là bằng cách Trung Quốc, Nhật báo, tức là China Daily, nhét tiền bẩn vào miệng mấy tờ báo ở Mỹ hay đăng quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội Facebook, vốn đang bị cho là suy đồi đạo đức, chúng ta cần phải buộc những thế lực hủ bại chịu trách nhiệm. Và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, vào hôm 24 tháng 3 năm 2020, cũng đã tiếp tục chỉ trích Bắc Kinh vẫn từ chối chia sẻ thông tin mà thế giới cần để ngăn chặn các ca nhiễm virus đang tăng lên. Ông nói rằng điều này thật sự là đẩy hàng nghìn mạng sống vào nguy cơ và nguy hiểm. Đây là hình ảnh đường phố tại Trung Quốc vắng vẻ mùa đại dịch. 3 tháng sau khi dịch bệnh bùng phát, vào ngày 18 tháng 3, lần đầu tiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo số ca chẩn đoán nhiễm bệnh tại Hồ Bắc về 0. Trong 5 ngày sau đó, số liệu này vẫn duy trì ở mức 0 mà thôi. Tuy nhiên, một số ủy ban quản lý khu phố ở Vũ Hán đã phát đi thông báo cho thấy các tiểu khu lại vẫn có những trường hợp nhiễm bệnh mới vào ngày 19 và phát hiện hiện tượng phong tỏa nhà cả tòa nhà. Ngày 18 tháng 3, vẫn có hơn 30 người xếp hàng trước các khoa khám sốt của Bệnh viện Hiệp Hòa tại Vũ Hán. Theo thông tin độc quyền về dịch bệnh mà Epoch Times có được cho biết như sau. Số trường hợp chẩn đoán xác nhận lây nhiễm mới ở Vũ Hán thực tế gấp 22 lần con số chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố. Văn kiện nội bộ cho thấy như sau. Kết quả xét nghiệm acid nucleic lần đầu tiên dương tính vào hôm 14 tháng 3 của Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Vũ Hán là 91 trường hợp. Nhưng ngày 14 tháng 3, theo số liệu công bố công khai, thì số trường hợp xác nhận lây nhiễm chỉ là có 4 ca mà thôi. Cũng tức là số trường hợp xác nhận lây nhiễm mới thực tế của Vũ Hán phải gấp tới 22 lần, con số mà chính quyền của Trung Quốc tuyên bố. Vào hôm 19 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro đã nói trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Nhật Bản như sau. Dịch bệnh lần này khởi nguồn từ Trung Quốc, số liệu mà quốc gia này đưa ra nếu khả tín thì sẽ quá khác biệt so với tình trạng thực tế, cho nên tốt nhất đừng tin. Và cũng như vậy, chúng ta cần phải thấy rõ, chỉ rõ tội trạng lập lờ đánh lận con đen ông Donald Trump, chứ không phải là người Mỹ, và trách nhiệm của Trump đối với phản ứng tệ hại chết người của các nội các Trump nói riêng và chính quyền tiểu bang nói chung, giáo sư Jonathan London đã nói như vậy. Đây là hình ảnh Canada. Trudeau đã họp với các lãnh đạo trên thế giới qua cuộc gọi video trong khi đang tự cách ly tại nhà riêng vì vợ ông bị nhiễm cúm Vũ Hán. Hơn hết, ta cần phải duy trì và truy vấn tại sao hệ thống y tế công ở Mỹ và cả ở nhiều nước khác ở châu Âu vốn lẽ đã là rất hiệu quả và hiện đại đã trở nên vô dụng khi đương đầu với đại dịch, sự chuẩn bị xã hội và ngân sách công đâu rồi? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Đã tiêu tán vào chiến tranh Iran, Afghanistan, gói giải cứu tài chính vào năm 2008, cắt giảm thuế cho giới siêu giàu hay đang nằm trong đâu đó trong tài khoản ngân hàng bí mật. Năng lực của các nước đã và đang ở mức độ nào? Một câu hỏi được đặt ra. Nhưng quan trọng là ta phải nhận ra rằng
để cho đại dịch này xảy ra như hôm nay là tội lỗi của ông Tập Cận Bình và phe đảng sùng bái ông ta. Sự thật là nếu như các nhà chức trách ở Vũ Hán quản lý hiệu quả những khu chợ động vật hoang dã đầy tiềm ẩn dịch bệnh, vốn được cho là mở lại suốt 17 năm qua kể từ dịch SARS-1 và phản ứng của một số người có trách nhiệm với những mối nguy hiểm cụ thể từ tháng 11 và tháng 12 năm 2019 và suốt cả tháng 1 năm 2020, thì chúng ta đã không phải chứng kiến hàng ngàn người chết và có lẽ hàng triệu người cũng sẽ sớm phải bỏ mạng trên khắp thế giới trong thời gian tới. Và hàng triệu người trên thế giới nhiều khả năng sẽ chết vì sự sai lầm của ông Tập Cận Bình trong công tác quản lý chợ và trong việc đàn áp phản ứng hiệu quả, kể cả việc cố tình cho phép hàng ngàn chuyến bay đi khắp nơi trên thế giới được phát hành từ đi từ trung tâm dịch. Đây là điều mà chúng ta không bao giờ được quên. Giáo sư Jonas London tiếp tục đưa ra ý kiến của mình như vậy. Đây là hình ảnh chụp cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gạch chữ Corona trong bản phát biểu, thay vào đó là chữ Chinese. Ông đã kiên trì lặp lại chữ cúm Trung Quốc sau khi Trung Quốc vu cho Mỹ là khởi nguồn lây lan dịch bệnh này. Chúng ta đã phải vạch mặt chiến dịch của chế độ Tập Cận Bình vốn đang ra sức lòe cả thế giới về tuyên bố đại dịch đã thắng bệnh. Tuyên bố về năng lực siêu phàm của Trung Quốc đang nhìn xuống khinh mạn các nước đang chết dần và suy sụp kinh tế lẫn xã hội trong cơn đại dịch mà chính chế độ hủ bại của ông ta dung dưỡng và gây ra. Chúng ta đương nhiên cũng không quên rằng cũng có một số người Trung Hoa đại lục chân chính, kể cả một số đảng viên trong đảng của ông Tập và hàng ngàn người Trung Quốc khác đã cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo và tiến hành biện pháp y tế cộng đồng hiệu quả trong thời gian vừa qua. Chính họ cũng đã bị bịt miệng và thậm chí đang chịu cảnh tù đầy. Ta cũng không nên ảo tưởng rằng những giá trị khổng giáo hay độc đoán ít nhiều lại hiệu quả hơn những việc dập dịch. Đài Loan, Hàn Quốc là những xã hội dân chủ. Khổng giáo như Lưu Hiểu Ba đã chỉ ra là một nguồn nguy hiểm chết người vì chính nó đã tạo ra điều kiện sự đàn áp một cách có hệ thống và đẫm máu. Như vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989 và việc bôi xóa sự kiện này khỏi lịch sử. Chính khổng giáo đã có phần tạo ra một nền văn hóa cúi đầu đang dung dưỡng sự bất tài, dối lừa và tàn bạo hiện nay. Giáo sư Jonas London đã khẳng định như vậy. Và chúng ta cần tự hỏi tại sao Trung Quốc vẫn để cho môi trường bị ô nhiễm chết người, vẫn tiêu thụ chất melanin, vẫn sản xuất và xuất khẩu thuốc men và thức ăn độc hại, hay như việc tạo điều kiện dẫn đến việc được nhiều cho loại rơi lây bệnh sang người. Cần phải có câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng này nếu như chúng ta còn muốn sống trong một thế giới an toàn hơn. Đây là hình ảnh bác sĩ Helen Yi Chu, người Mỹ, cũng có thể được coi là một Lý Văn Lượng của Hoa Kỳ. Ngày 21 tháng 1 năm 2020, khi có trường hợp đầu tiên bị nhiễm cúm Vũ Hán tại tiểu bang Washington, bà Chu và đồng nghiệp đã đặt câu hỏi rằng liệu người bị nhiễm đã lây cho ai hay chưa? Chúng ta cũng cần phải hỏi tại sao những người lên tiếng cảnh báo lại tiếp tục bị bịt miệng để rồi hệ quả là rủi ro lan rộng. Nếu vị bác sĩ Trung Quốc Lý Văn Lượng và vị bác sĩ người Mỹ Helen Chu, những người đã sớm phát hiện ra dịch bệnh đang lan rộng ở nước họ mà không bị đàn áp, thì chúng ta đã ở tình trạng tốt hơn bây giờ. Cả hai, cũng như tất cả chúng ta, đều là nạn nhân của chủ nghĩa xô vanh sùng bái tinh thần, bè phái cực đoan. Nói cách khác, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cũng như việc đổ lỗi cho toàn bộ các quốc gia không giúp giải quyết được vấn đề. Tương tự, ca ngợi thể chế độc đoán hay văn hóa khổng giáo là một điều vô nghĩa, đủ rồi và hãy thôi đi. Thay vì vậy, hãy buộc những người có quyền phải chịu trách nhiệm. Hãy lên tiếng, nói ủng hộ, bỏ phiếu và đòi hỏi một chính phủ minh bạch, có trách nhiệm và hiệu quả. Và hãy nhớ, người đàn ông vô danh đứng trước bánh xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn ngày đó. Hãy nhớ Rosa Parks, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, người đã được quốc tế và Quốc hội Mỹ tôn vinh là mẹ đẻ của phong trào nhân quyền hiện đại. Giáo sư Jonas đã kết luận như vậy. Và mới đây, trên kênh truyền thông Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông đã tiết lộ một tài liệu mật từ giới chức cho thấy, tính đến cuối tháng 2 năm 2020, trong địa phận Trung Quốc đã có hơn 40.000 người không có triệu chứng nhưng xét nghiệm dương tính với cúm Vũ Hán. Những người này cũng không được thống kê và số người chuẩn đoán nhiễm bệnh từ đây mà ra cũng sẽ rất nhiều. Đây là hình ảnh vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Trung Quốc cho biết đã có 78 ca nhiễm bệnh mới và 7 ca tử vong
nhưng chính quyền Hồ Bắc vẫn quyết định dỡ toàn bộ các hạn chế đi lại kể từ ngày 25 tháng 3. Ngày 22 tháng 3 năm 2020, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, theo thống kê cơ mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến cuối tháng 2, Trung Quốc đã có khoảng 43.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm Vũ Hán, nhưng không xuất hiện triệu chứng tức thời. Những bệnh nhân này được cách ly kiểm dịch và theo dõi, nhưng không đưa vào danh sách thống kê các trường hợp nhiễm bệnh. Hơn nữa, tổng số người chẩn đoán nhiễm bệnh của Trung Quốc lúc đó lên tới gần 40.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới quy định dù có xuất hiện dấu hiệu bệnh này hay không, chỉ cần xét nghiệm dương tính đều được coi là nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Người nhiễm bệnh không có triệu chứng thì được gọi là người mang bệnh thầm lặng. Các nghiên cứu từ Mỹ, Đức, Hà Lan, Canada đều phát hiện rằng những người không mang dấu hiệu bệnh hoặc có dấu hiệu chứng nhẹ đều có khả năng lây nhiễm tiếp tục loại cúm Vũ Hán này cho rất nhiều người khác. Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã thay đổi nguyên tắc phân loại, chỉ công nhận những người có triệu chứng mới là người được chẩn đoán lây nhiễm. Trang Caixin, kênh truyền thông của Trung Quốc đại lục, từng dẫn lời một chuyên gia đã tham gia sửa đổi kế hoạch chẩn đoán và điều trị của Ủy ban Quốc tế Y tế Trung Quốc cho biết, người không có triệu chứng rất có thể là người mang virus. Một bộ phận những người này có thể chuyển thành người bệnh, cũng có thể trở thành những người mang bệnh âm tính suốt đời. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, chào các bạn và hẹn gặp lại.